Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa đến từ thương hiệu JBL, có model là JBL 4343B. Đây là một trong những cái đôi loa xếp top của hãng và là một trong những đôi loa kiểm âm phòng thu rất là chất lượng. Loa JBL thì có rất nhiều các model khác nhau. Dòng loa như 4343, 4344 luôn luôn được các audiophile ưa chuộng. Dòng loa này thì cấu hình có 3 đường tiếng. Loa sử dụng một bát 40 cm. Củ loa bát là sử dụng màng giấy và gân mút có cái mã là 2231H và củ mic là 2221 em xin lỗi 2121H và củ kèn của nó là đi củ kèn của nó là đi 2420 và một chép dìu là 2405. Đó. Loa với trở kháng là 8 ohm, độ nhạy lên đến 93 decibel và công suất mỗi một loa là lên là 75W trên một loa. Đó. Và cái trọng lượng của đôi loa này của một chiếc loa lên đến 83,9 kg. Rất là khủng, rất là nặng luôn. Với cái chiều cao của đôi loa này lên tới 1m05 và chiều ngang của nó là 63 5 và chiều sâu là 43,5 cm. Đó, và bây giờ em sẽ đưa máy quay lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng cảm nhận cái mức độ đẹp của cặp loa này. Thùng quách thì vuông vuông thành sắc cạnh đẹp các bạn, nên là không có cái gì để chê những cặp loa này rồi. Loa JBL luôn luôn nổi tiếng là những dòng loa đánh được đa thể loại nhạc và chơi được rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Và đây là một kèn và bên đây là chép dìu 2405. Đó. Và đây là một loa mic với đường kính 20 cm, màng giấy và gân mút. Và màng giấy gân mút và có mã là 2121H. Đó, và đây là một cái loa bass sử dụng đường kính 40 cm, màng giấy và gân mút rất là dễ đánh. Ở bên dưới là sử dụng hai lỗ thông hơi. Đây, chiếc này. Và bây giờ em sẽ test chất âm. Xin mời các bác cùng trải nghiệm. Và em đang test với chiếc âm ly Lichmann L590AXMK2. Đây là chiếc âm ly tích hợp Class A đầu bảng của hãng và xin bây giờ xin mời các bác cùng trải nghiệm chất âm của đôi loa này.